Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ, gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem thêm giá một số cặp niền này nữa ạ. Cặp này 8 triệu, Campanula. Nhiều cặp niền đẹp quá. Niền này chỉ có một cái, giá bán là 5 triệu rưỡi ạ. Carbon xịn, nhìn đẹp quá. Còn cái niền của Pháp này, nhìn đẹp quá sát. Carbon đẹp thiệt. Giá bán một cái niền sau này là 10 triệu ạ. Đúng niền của Pháp, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Carbon sọc của nó nhìn ngộ quá. Made in France. Sọc caro đẹp thiệt. Còn lớp là của Rumani, thương hiệu của Đức. Cặp này sử dụng vỏ không ruột. Cả niền và lớp rất là tốt. Lớp này mà mua lẻ ở ngoài giá rất là cao. Cặp này giá bán cũng 10 triệu ạ. Cặp niền Mavicker. Cặp này nhìn chắc chắn và cứng cáp ghê. Giá bán là 15 triệu 400. Cặp này thì tốt, hết ý luôn. Còn đẹp lắm. Mai ơi, ở bên trong cũng carbon luôn ta. Có một cây câm màu vàng, rất là đẹp luôn. Cặp cây bên đỏ đỏ này. Cặp này giá bán 5 triệu rưỡi ạ. Chỉ sử dụng cho 10 líp. Câm này nhìn thấy ngộ quá, dẹp mà bản to lắm. Mai ơi, ở bên trong bằng carbon luôn. Giá bán cũng 10 triệu cặp này. Niền của thương hiệu Campanula. Cặp niền Mavicker Carbon, nhìn sọc nó đẹp dễ sợ luôn. Mấy cặp niền ở đây bán thấy còn mới quá. Niền 700C Mavicker Carbon SL, giá bán cặp này 17 triệu 600 mà. Carbon đẹp quá xa. Mấy cặp niền ở đây, hàng lướt mà còn đẹp, còn đã lắm. Đây cặp nào cặp nấy còn rất là chắc chắn luôn, giống như hàng mới vậy. Cặp này giá là 8 triệu 800, niền của Mavicker. Cặp vành này sử dụng thắng đĩa ạ. Giá bán là 17 triệu 600. Toàn là niền xịn, niền tốt không? Thêm cặp niền Campanolo, bản rất là to luôn. Cặp này nhìn phê thiệt. Độ carbon, sọc của nó nhìn bóng ghê luôn. Mai ơi cũng carbon, nhìn nó đẹp làm sao đâu. Sọc caro, nhìn đẹp thiệt.
Giá bán cặp này là 28.600.000. Niền này sử dụng 11 clip ạ. Mấy cặp vần carbon, nhìn thấy nó phê thiệt chứ. Cặp này giá bán là 3.300.000. Cặp niền nhỏ nhỏ carbon này nhìn nó đẹp, kiểu nó chắc chắn và cứng cáp lắm, mà màu sắc cũng đẹp nữa. Quý các bạn nào thích vành carbon nhỏ thì cặp này là quá đã luôn. Giá bán là 33.000.000 cặp này ạ. Nhìn cặp niền cực kỳ tốt luôn. Cái độ bóng đẹp của nó lạ thường lắm. Còn mấy cặp niền bên đây là niền nhôm. Giá cũng bình dân lắm. Thấy có cặp này mới về nữa nè. Mai ơi hiệu Mai Viết Cơ. Cặp này giá bán là 11.000.000 ạ. Niền sử dụng vỏ có ruột. Lớp thấy còn mới tinh à. Dạ, còn đi qua bên khu vực bên đây là khung ạ. Cũng nhiều khung sườn lắm. Khung sườn Sphere Laser Tô, màu sắc nhìn nổi và đẹp ghê. Nhiều khung vẫn còn đẹp ghê. Hàm thắng, tay lắc u tẹt ra, quá chừng luôn. May tay lắc u tẹt ra này là sử dụng cho khoanh đĩa ạ. Bi đàn đẹp quá. Nhìn mấy cái linh kiện này mê quá sát. Nếu biết tự gáp xe thì mua mấy linh kiện này gáp cho đã. Cái gì cũng có. Bô tăng các kiểu luôn, ghi đông, dò dĩa, nón đẹp dữ dạ. Giá nón này khoảng 1.200.000, đang giảm 20%. Thấy nón còn mới quá ta.
Giá cái nón này 1.100.000. Một triệu năm trăm ngàn. Nón này giá 2.200.000 ạ. Sáu trăm sáu chục ngàn cái nón này. Cũng còn mới quá. Một triệu một trăm ngàn. Nón này giá bán 100.000. Hai trăm hai chục ngàn. Xem hết luôn cho biết giá. Tám trăm tám chục ngàn. Dưới này rộng nước và lốp xe, bô tăng các kiểu luôn. Ghi đông. Dây khóa xe đạp, dây chắn chắn này là hiệu của Bontolega. Dây thương hiệu của Ếch Quật. Giá bán là 2.400.000. Bốn trăm bốn chục ngàn. Giày này 300.000. Đôi này size 27, giá bán là 400.000. Đôi giày này là hiệu Mavicu, size cũng 27, giá bán là 400. Giày Shimano.
giá là 660.000, size 40. Để xem giá bán mấy cái lớp này. Lớp Edward. Bảy trăm nhân 26C. Giá bán là 1.700.000. Năm trăm ngàn, cái này chỉ có một cái thôi ạ. Cây đỏ này cũng một cái, giá bán là 300. Lớp Victoria 25C, giá bán 440.000, chỉ có một cái này thôi. Cặp lớp này có anh đặt mua rồi ạ. Bảy trăm nhân 23C. Lớp này được hai lớp. Cặp này giá bán là 1.100.000. Lớp này có anh ở Việt Nam đã chốt rồi ạ. Bảy trăm nhân 23C. Hai trăm bốn chục ngàn, chỉ có một cái này thôi. Giá 300.000. Hiệu Victoria cũng chỉ có một cái thôi. Cặp này 1.500.000 ạ. Còn mới quá. Có vẻ như chưa xài nè. Bảy trăm C nhân 32. Cái này cũng chỉ có một cái thôi. Hai mươi bảy chấm năm nhân 2.1, giá bán là 800.000. Thấy có hai cái giống nhau, chắc là một bộ của nó.
26 nhân 1.5. Giá bán là 550.000 ạ. Hai mươi nhân 1.75. Dạ, đây là ruột xe. Giá 66.000. Ô, ruột xe hiệu của Sveja Lajuto luôn. Nhưng của Trung Quốc. Mấy cái này mình không có đăng thì thôi. Nó còn hoài hả? Đăng một cái là hết sạch sẽ luôn cho một coi. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, có cần thì liên hệ em qua Zalo nha. Còn video chia sẻ giá đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành rất nhiều thời gian để xem video của em. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.